Và mở đầu bản tin hôm nay là thông tin liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị địa phương trên cả nước triệt xóa. Đến thời điểm này, qua hai giai đoạn điều tra chuyên án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 103 bị can. Mở rộng điều tra giai đoạn 2 vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp khởi tố 47 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, vào tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an các đơn vị địa phương điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Đường dây này đã cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn 2.300% một năm, số tiền cho vay là hơn 20.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng. Điều tra giai đoạn 1 chuyên án đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, rửa tiền. Tiến hành điều tra giai đoạn 2 vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 2 bị can liên quan. Tổng cộng đến nay đã có 103 bị can bị khởi tố. Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 2 đối tượng mua bán 48.000 viên ma túy tổng hợp. Qua công tác nắm tình hình, đấu tranh chuyên án, vụ án ma túy trên địa bàn huyện Yên Thành, Công an huyện đã phát hiện đường dây mua bán chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua địa bàn Chi Lễ, huyện Quế Phong về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Vào khoảng 17 giờ ngày 2 tháng 2, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, ban chuyên án đã bắt giữ thành công 2 đối tượng gồm Trần Thị Lan là đối tượng cầm đầu và Nguyễn Thị Truyền sinh năm 1958, trú tại huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định. Chỉ sau 48 giờ đồng hồ gây án, đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Vietinbank chi nhánh thị xã Cửa Lò vào ngày 1 tháng 2 đã bị lực lượng công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công. Như tin đã đưa, vào chiều ngày 1 tháng 2 tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank chi nhánh thị xã Cửa Lò, có một đối tượng nam giới bịt mặt xông vào phòng giao dịch, sử dụng dao nhọn và một vật nghi là lựu đạn đe dọa uy hiếp nhân viên và cướp số tiền 46 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động tối đa các lực lượng triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Và chỉ sau chưa đầy 48 giờ đồng hồ vào chiều ngày 3 tháng 2, tại quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Liên, thành phố Vinh, lực lượng công an đã chốt chặn bắt giữ thành công đối tượng nghi vấn là Đình Khương Linh, sinh năm 1986, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bắt đầu đối tượng đã khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng, nợ nần, túng quẫn nên đã gây án. Được biết, Linh là đối tượng đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vừa truy bắt thành công đối tượng hiếp dâm cướp tài sản tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang. Vào ngày 30 tháng 1, một phụ nữ sinh năm 1991, trú tại xã Bằng Hành, đi dẫn chương trình đám cưới tại xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang. Do đêm đã khuya, người này nhờ Dương Văn Thái dự đám cưới cùng, đi xe máy về cùng. Đến khu vực thôn Thác, xã Bằng Hành, Thái đã dừng xe và đòi quan hệ tình dục. Nạn nhân không đồng ý, nên Thái đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi, Thái đã chiếm đoạt xe máy. Trong cốp xe có các giấy tờ tùy thân, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Chỉ sau 48 giờ đồng hồ gây án, Công an huyện Bắc Quang đã bắt được Dương Văn Thái khi đang lẩn trốn tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thu giữ vật chứng là chiếc xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thực tế các vụ án xảy ra trong thời gian qua cho thấy tính chất, mức độ nguy hiểm của các vụ án do người thanh thiếu niên, người chưa thành niên gây ra đang ngày càng tăng lên. Khi trả lời về động cơ, mục đích gây án, các đối tượng khai nhận chủ yếu là do bộc phát hay chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ. Điều này đặt ra một bài toán đối với lực lượng chức năng, gia đình và toàn xã hội cần có những biện pháp ngăn chặn triệt để các hành vi này từ khi còn là mầm mống. Là đồng phạm trong vụ án giết người cùng 7 đối tượng khác, Lò Văn Khánh và Lò Khánh Hưng sinh năm 2009, trú tại huyện Thuận Châu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố về hành vi liều lĩnh và man dợ này.
Hân lấy gậy vụt vào vùng cổ người lái xe, khiến người lái xe ngã. Tụi cháu chạy về nhà. Qua cái sự việc rồi thì gia đình cũng rất mệt mỏi rồi. Và có cái gì tài sản thì cũng bán hết rồi để chữa bệnh cho cháu lo với Nhi ấy. Và qua sự việc rồi thì mình với cả gia đình xin cơ quan chức năng và nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các cháu và làm lại cuộc sống sau này để có lợi ích cho xã hội. Điều đáng nói, nguyên nhân thực hiện hành vi này của các đối tượng chỉ đơn thuần là những mâu thuẫn hết sức bình thường của con trẻ. Trên thực tế, có rất nhiều thanh thiếu niên không biết được việc làm sai trái của mình bị pháp luật xử lý. Nhiều em bị dụ dỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật. Do gia đình thiếu sự giáo dục, quản lý theo dõi thường xuyên để cho các cháu tự ý đi chơi, đi tụ tập. Có thể là lứa tuổi học sinh nhưng đã tụ tập uống rượu, uống chè. Sau khi uống rượu, uống chè thì có một số đối tượng là kích động và rủ dê để lôi kéo các cháu, dẫn đến cái việc mà các cháu tham gia vào các hành vi vi phạm. Công an huyện Thuận Châu cũng phối hợp với các ban ngành chức năng thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học đường đối với các trường trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao cái nhận thức hiểu biết cho các thầy cô, cháu và các phụ huynh về các loại tội phạm trên địa bàn. Thông qua cái vụ án này cũng cảnh báo đến lại các cái gia đình của các cháu cũng như là các cái bố mẹ và có các con em là các thanh thiếu niên thì hãy tránh xa những cái cạm bẫy, từ những cái cám dỗ để mà phòng ngừa các cái vi phạm pháp luật đối với lại các cháu. Vì như tôi đã nói trước thì do cái nhận thức của các cháu rất còn hạn chế, đặc biệt là hạn chế về cái pháp luật, am hiểu pháp luật rất là hạn chế mà rất dễ bị tác động về tâm lý, rất dễ bị phạm tội, cho nên là bố mẹ cũng như nhà trường phải tích cực quan tâm. Các bản án xử lý cho hành vi phạm tội là rất nghiêm khắc. Do vậy, để giảm tình hình trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, rất cần sự quan tâm của cả xã hội, gia đình và nhà trường, từ đó góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội, vừa là cơ sở để bồi dưỡng, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn Công Bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam. Thủ đoạn của Bình là hứa hẹn chạy xin giảm án và nhận hàng trăm triệu đồng của nạn nhân. Theo kết quả điều tra, vào tháng 8 năm 2022, Trần Thanh Thùy bị công an huyện Cầu Kè bắt tạm giam về hành vi chứa mại dâm. Biết Bình có người quen làm trong Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cầu Kè, nên ông Nguyễn Minh Chí là chồng của Thùy đã nhờ Bình giúp cho Thùy được xử lý mức án nhẹ. Bình yêu cầu ông Chí đưa 100 triệu đồng để lo lót. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Bình chiếm đoạt rồi mang sang Campuchia đánh bạc. Vào tháng 5 năm 2023, Thùy bị Tòa án Nhân dân huyện Cầu Kè tuyên phạt 5 năm tù giam. Biết bị lừa, vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, ông Chí đến công an huyện Cầu Kè tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bình. Lợi dụng tâm lý của người nhà các bị can phạm nhân đang bị giam giữ, muốn người thân được giảm án sớm trở về với gia đình, nhiều đối tượng đã tiếp cận lừa đảo rằng mình có nhiều mối quan hệ có thể chạy án để chiếm đoạt tiền của bị hại. Và cũng giống như nạn nhân ở Trà Vinh vừa rồi, chỉ vì sự cả tin, không ít nạn nhân đã bị lừa từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Là lao động tự do, nhưng đối tượng Phạm Công Mạnh vẫn lên mạng xã hội mạo danh là cán bộ công an và giới thiệu là có thể giúp chạy án. Với thủ đoạn này, Mạnh đã lừa đảo chiếm đoạt 5 triệu đồng và một điện thoại iPhone 14 Pro Max của một nạn nhân trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện cho nhân dân là đang liên quan đến vụ án ma túy hoặc là buôn lậu hoặc là rửa tiền, yêu cầu người dân khai báo về thông tin cá nhân, số tài khoản để từ đó là chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn chung của các đối tượng là hứa hẹn với nạn nhân sẽ giúp tác động cơ quan điều tra. Đồng thời, chúng lấy lý do vấn đề của các nạn nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị khởi tố hoặc mức án phạt tù rất nặng.
nếu như nạn nhân không muốn bị xử lý hình sự, giảm nhẹ hình phạt thì đưa thêm tiền để các đối tượng tác động với các cơ quan chức năng. Do lo sợ, nhẹ dạ cả tin và không am hiểu pháp luật, nhiều nạn nhân đã đưa tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo. Trong cái trường hợp này thì rất nhiều người đã tin vào những câu chuyện, vào những cái vỏ bọc mà những người này đã tạo ra. Những người mà không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng hoặc quá tin tưởng vào cái mối quan hệ đối với những người này và nghĩ rằng người này sẽ có những cái mối quan hệ rộng, những cái mối quan hệ đối với sát được với những cái người trực tiếp sẽ giải quyết những cái vụ án hình sự chẳng hạn, hoặc là những cái vụ việc mà đang vướng vào, cho nên đã tin tưởng mà đưa cho những người này một cái số tiền thậm chí là rất lớn để có thể nhờ những cái đối tượng này lo cho cái công việc của mình. Từ những vụ án liên quan đến hành vi chạy án cho thấy nhiều đối tượng sau khi nhận được tiền đều sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Các đối tượng lừa đảo bằng hành vi chạy án rất đa dạng, từ những người không nghề nghiệp, có tiền án tiền sự đến cán bộ, công chức. Lừa đảo này là số lượng tiền lớn thôi, chứ không phải là một ít đâu. Liên quan đến cái việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản này thì cũng có quy định rất rõ ràng rồi. Thì căn cứ điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 và thì quy định về tổng cộng này thì từ 2 triệu đồng lên là đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, và có công an hướng dẫn của công an 64/2019 của tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn về rất chi tiết liên quan đến việc này. Tất cả các vụ án đều được thực hiện đúng theo quy trình, quy định của pháp luật, không ai có thể can thiệp. Hành vi của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức chạy án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cơ quan tiến hành tố tụng. Do vậy, người dân cần phải nâng cao nhận thức pháp luật, tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Vào khoảng 19 giờ tối ngày hôm qua mùng 3 tháng 2, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt triển khai tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Việc thành lập và triển khai các tổ tuần tra vũ trang công khai khép kín địa bàn toàn tỉnh nhằm huy động tổng lực, phương tiện tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý chấn áp tội phạm đường phố, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng hung khí, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, về sử dụng pháo nổ trái phép, kiên quyết chấn áp các đối tượng có hành vi gây rối, quá khích, chống đối lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Các tổ tuần tra sẽ hoạt động từ ngày 3 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2. Sau hơn một tháng ra quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm hình sự, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội cũng như buôn bán hàng cấm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Ngay sau lễ ra quân tấn công chấn áp tội phạm, các đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn thuộc Công an huyện Trảng Bom đã tập trung lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, làm tốt công tác nắm tình hình, đồng thời xác lập, khám phá, đấu tranh thành công nhiều vụ ma túy, hình sự, đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ. Kết hợp với cái vận động cá biệt và yêu cầu các đơn vị địa phương là gọi hỏi răn đe đối với các đối tượng đã có tiền án tiền sự liên quan đến lĩnh vực pháo. Thứ hai là yêu cầu là thực hiện cái việc tổ chức cam kết đến từng hộ dân và đến các cái em học sinh trong trường học. Bên cạnh đó là thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp với cái đội cảnh sát kinh tế ma túy để phát hiện các cái vi phạm liên quan đến lĩnh vực pháo để xử lý. Chỉ tính riêng từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Trảng Bom đã làm rõ gần 20 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 20 đối tượng, phát hiện triệt xóa 9 vụ đánh bạc, bắt 41 đối tượng. Trong dịp Tết, các loại tội phạm thường xảy ra như trộm cắp, cướp giật tài sản. Qua đó cũng tuyên truyền đến bà con nhân dân, đặc biệt trong cái thời gian mà đi du lịch, phải gửi người thân trông coi, tránh tình trạng kẻ gian lợi dụng theo dõi để mà đột nhập trộm cắp tài sản. Xác định là một trong những địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ma túy, Công an huyện Trảng Bom đã làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động của các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Qua hơn một tháng ra quân tấn công chấn áp mạnh mẽ đối với tội phạm này, công an huyện đã phát hiện triệt xóa 22 vụ, bắt 38 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã khởi tố 14 vụ, 26 bị can. Đội cảnh sát kinh tế ma túy tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, từ đó xác định các đối tượng vi phạm địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Trên cơ sở đó, để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình và triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về kinh tế, môi trường và ma túy trên địa bàn. Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trảng Bom đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong dịp Tết sẽ có nhiều phương tiện lưu thông trên đường, sẽ bố trí các cái tổ, các chốt tại các cái ngã ba, ngã tư để phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt. Khi va chạm xảy ra thì tổ tuần tra trên đường sẽ nhanh chóng tiếp cận xử lý theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến. Công an huyện Trảng Bom đã xây dựng kế hoạch huy động tất cả các lực lượng là cùng tham gia đảm bảo tấn công chấn áp tội phạm. Trong đó là huy động tối đa lực lượng công an xã và các đội nghiệp vụ trên từng lĩnh vực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng sự giúp đỡ của nhân dân, qua hơn một tháng ra quân cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết đón xuân Giáp Thìn 2024, an lành và hạnh phúc. Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Ngọc Thanh, trú tại thành phố Hạ Long, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Vào đêm ngày 2 tháng 2, tại đường An Tiêm thuộc phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Nguyễn Hữu Ngọc Thanh điều khiển xe ô tô chạy theo hướng từ phường Việt Hưng đến phường Giếng Đáy đã đâm vào xe mô tô đi cùng chiều phía trước do ông Phạm Văn Thu, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long điều khiển. Hậu quả làm ông Thu tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, Thanh đã lái xe ô tô bỏ chạy. Công an thành phố Hạ Long đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh truy tìm. Tại cơ quan công an, kết quả xét nghiệm xác định Nguyễn Hữu Ngọc Thanh có nồng độ cồn trong máu là hơn 256,6mg trên 100ml máu, dương tính với cần sa. Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do Thanh điều khiển xe trong tình trạng có chất kích thích trong cơ thể, không giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại Kon Tum, khi xe khách dừng nằm chở 30 người mất lái, lao thẳng xuống vực, khiến nhiều người bị thương. Vào khoảng 22 giờ 30 phút, xe khách của hãng xe Ngọc Gái mang biển kiểm soát 47B00529 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi đến địa phận xã Đắk Rông, huyện Đắk Lây, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống vực sâu khoảng 20m. Xe lộn nhiều vòng, biến dạng và hư hỏng nặng khiến nhiều hành khách bị thương, hoảng loạn. Cảnh sát giao thông trạm Ngọc Hồi, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Kon Tum phối hợp với cơ quan chức năng huyện Đắk Lây đã phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Bắt đầu kết quả kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.